KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả đến với phần cuối, tức là phần 4 của chương trình Talk Show giới thiệu đến vị trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Thưa quý vị, show này là show tháng 9 ngày 14/2018. Quý vị có thể xem lại chương trình ngày hôm nay qua trang mạng YouTube. Và YouTube bởi vì đánh là trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát 2018 tháng 9 cũng như ngày 14. Và bây giờ là món số 31 trong chương trình ngày hôm nay, đó là một có hai viên xoàn là 5 ly 9 nước Y color VVS 1 Tree Excellent, giá on sale là 4.700 đồng một viên, nhân hai viên là 9.400 đồng. Dạ, và quý vị, trước khi Bích nói tới món 31, thành ra để Bích nói cho quý vị biết là nhiều khách hàng than phiền là đi kiếm cái tiệm của KNP Đại Phát của chúng tôi mà kiếm không được, nhiều khi đi cả mấy dòng chợ cũng không kiếm được. Cách tốt nhất là, cái thứ nhất là mình phải giữ cái số phone của tiệm và của Bích là 714-305-8089. Rồi xong cái gọi Bích trước khi ra khỏi cửa, mà đã lên tới lầu Phú Lộc Thọ rồi á, mình đã đi lăng quăng không thấy, thì quý vị phải gọi Bích ở đâu, Bích sẽ ra ngoài Bích đón quý vị vô, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là dễ dàng nhất là quý vị hỏi security, ở trên đó có hai cái quầy của security. Quý vị gặp anh nào bận áo màu xanh thì quý vị cứ hỏi là cái tiệm KNP Đại Phát của tiệm ở đâu, thì người ta sẽ chỉ và đưa quý vị dẫn tới quý vị cho ở trên tiệm đó quý vị nhé. Thành ra nhiều khách hàng than phiền là kiếm không được, thành ra Bích cứ nói là nhớ gọi, giữ lấy cái số phone rồi gọi Bích trước khi ra khỏi cửa nha quý vị. Cho Bích qua món số 31. Món số 31 đó là có hai cái viên xoàn, mỗi viên là 59 nước E color mà là VVS1 cộng với 3 cái excellent. Cái fluorescent là none, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá on sale tuần này chỉ có 4.700 đô thôi quý vị, nhân 2 là 9.400 đô. Cái viên này thay vì là gần 6 ly rồi, thành ra là chỉ có 4-5 ly, 96, 97 gì đó quý vị. Thành ra là quý vị mua cái viên này rất rẻ. Nếu mà qua 4 ly nặng thêm một chút xíu, quý vị phải trả tới 5.700 quý vị nhé. Và món số 32 có hai viên xoàn 5 ly 6 nước E color VVS 1 Tree Excellent Hot and Arrow. Hai viên này đều có giấy giám định quốc tế GIA, giá on sale là 3.100 đồng một viên, nhân hai viên là 6.200 đồng. Dạ quý vị, đây là món số 32, là có hai cái viên xoàn, mỗi viên là 5 ly 6 nước E color mà được VVS 1 cộng với 3 cái excellent. Cái fluorescent là none, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 3.100 đô một viên, nhân 2 là 6.200 đó quý vị. Món số 33 có hai viên xoàn 5 ly 4 nước E color VVS 1 Tree Excellent. Giá on sale là 2.950 đồng một viên, nhân hai viên là 5.900 đô. Dạ quý vị, đây là món số 32, là có hai cái viên xoàn, mỗi viên là 5 ly 4 nước E color mà là VVS 1 cộng với 3 cái excellent. Fluorescent của viên này là none, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là giá on sale tuần này là 2.950 đô một viên, nhân 2 là 5.900 đó quý vị. Và món số 34 có hai viên xoàn 5 ly 3 nước G color IF Tree Excellent, giá on sale là 1.850 đồng một viên, nhân hai viên là 3.700 đồng. Dạ quý vị, đây là món số 34,
là có hai cái viên xoàng, mỗi viên là 5 ly 3, mà chi là chi gơ nha quý vị. IF nữa thì còn gì bằng, cộng với ba cái excellent fluorescent của hai cái viên này là nên có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá on sale tuần này chỉ có 1.850 đô một viên, nhân 2 là 3.700 đó quý vị. Và món số 35 có một viên xoàng 3.02 nước J John Color PBS 13 excellent, giá on sale là 29.500 đô. Dạ quý vị, đây là món số 35 mới về quý vị ơi. Có một cái viên xoàng là 3.02 nước J là J John nha quý vị. VVS1 là 2 vi sạch đẹp cộng với 3 cái excellent, cái fluorescent của viên này á là strong blue. Cái có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Đường kính của cái viên này là 9 ly 24, giá thị trường là 35.000 đô, on sale tuần này chỉ có 29.500 đô thôi quý vị. Và món số 36 có một viên xoàng 2.26 nước G Gold Color IF 3 excellent, giá on sale là 33.000 đô. Dạ quý vị, đây là món số 36 là có một cái viên xoàng là 2.26 226 quý vị nhé. Nước G là G Gold mà được IF nữa thì còn gì bằng, cộng với ba cái excellent fluorescent của viên này là nên có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Đường kính của cái viên này là 8 ly 48. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá on sale, giá thị trường là 40.000 đô, on sale tuần này chỉ có 33.000 đô thôi quý vị. Viên này rất hấp dẫn. Và món số 37 đó là một viên xoàng 1.02 nước E Color IF 3 excellent, viên này cũng có giấy giám định quốc tế GIA, giá on sale là 10.500 đô. Dạ quý vị, đây là món số 37 có một cái viên xoàng là 1.02 nước E Color mà được IF rồi quý vị, còn gì bằng, cộng với ba cái excellent fluorescent của viên này là nên. Đường kính của viên này là 6 ly 51 mà có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 13.000 đô, on sale tuần này chỉ có 10.500 đô thôi quý vị. Và món số 38 có một viên xoàng 1.26 nước G Gold Color IF 3 excellent, giá on sale là 9.800 đô. Dạ quý vị, đây là món số 38 là có một cái viên xoàng là 1.26 nước G là G Gold nha quý vị, mà được IF nữa thì còn gì bằng, cộng với ba cái excellent fluorescent của viên này là nên. Đường kính của viên này là 6 ly 9, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 12.000 đô, on sale tuần này chỉ có 9.800 đô thôi quý vị. Và món số 39 là có một viên xoàng 2.01 nước Henry Color VVS 13 excellent, giá on sale là 18.800 đô. Dạ quý vị, đây là món số 39 có một cái viên xoàng là 2.01 nước Hitchcock là nước H đó quý vị, được VVS1 là 2 vi sạch đẹp cộng với 3 cái excellent. Đường kính của cái viên này là 8 ly 08 mà có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 22.600 đô, on sale tuần này chỉ có là 18.800 đô thôi quý vị. Và món số 40 tức là món cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, đó là một viên xoàng 2.01 nước J. John Color IF 3 excellent, giá on sale là 14.300 đô. Dạ quý vị, đây là món số 40 là có một cái viên xoàng là 2.01 nước J là J. John nha quý vị.
IF nữa thì còn gì bằng, cộng với ba cái excellent. Fluorescent của viên này là fluorescent là strong blue. Được 8 ly 08, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 18.000 đô. On sale tuần này chỉ có 14.300 đô thôi quý vị. 2 carat quý vị chỉ trả có 14.300 đô. Mà sạch đẹp với tờ giấy giám định đó là GIA. Thì quý vị yên tâm mà mua sắm ở tiệm khi MP Đại Phát chúng tôi quý vị nhé. Và quý vị thấy đó là chương trình talk show giới thiệu đến quý vị trung tâm hộp xoàn KMP Đại Phát. Quý vị muốn order bất cứ mặt hàng nữ trang và hộp xoàn nào được on sale trong chương trình ngày hôm nay, xin gọi chúng tôi là 714-305-8089, 714-305-8089. Xin hẹn quý vị vào chương trình talk show kỳ tới. Xin chào tạm biệt.